Kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Tôi là MC ảo, rất vui được đồng hành cùng quý vị. Mở đầu bản tin điểm báo 6 giờ hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp được đăng trên trang báo mới.com và nhân dân.vn. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 2203 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An Cao Lãnh giai đoạn 1 sử dụng vốn vay của chính phủ Hàn Quốc. Dự án cao tốc Mỹ An Cao Lãnh dài 26 km đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp, trước đó đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án vào tháng 8 năm 2020. Mục tiêu của dự án là từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ, kết nối giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và các tỉnh Long An, Đồng Tháp nói riêng. Về quy mô, công trình có vận tốc thiết kế 100 km/h, mặt cắt ngang giai đoạn 1 được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe hạn chế, với bề rộng đường 17m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Thời gian thực hiện là 5 năm kể từ ngày hiệp định vay có hiệu lực. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Vietnam Airlines Group, gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco, dự kiến khai thác gần 50 đường bay nội địa, thêm 10 đường bay so với tháng 12 năm 2021. Các hãng cũng tăng mạnh tần suất nhiều đường bay, trung bình mỗi ngày thực hiện khoảng 300 chuyến bay một chiều, số ghế cung ứng tăng 120% so với hiện tại nhằm phục vụ cao điểm Tết 2022. Cụ thể, Vietnam Airlines Group sẽ khôi phục thêm đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Vân Đồn, cùng nhiều đường bay địa phương như giữa Hải Phòng và Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, giữa Thanh Hóa và Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, giữa Vinh và Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Đà Lạt, giữa Huế và Đà Lạt. Các đường bay này dự kiến được mở lại từ ngày 16 tháng 1 năm 2022 với tần suất 3 đến 4 chuyến một tuần. Đối với đường bay trục giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, từ 42 chuyến một tuần hiện nay, Vietnam Airlines có kế hoạch tăng lên 50 chuyến một tuần từ ngày 1 tháng 1 và tiếp tục tăng lên 112 chuyến một tuần từ ngày 19 tháng 1 năm 2022. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, để phòng ngừa cho bản thân và gia đình, nhiều người dân đã tự tìm mua thuốc được cho là tương tự với các loại cơ quan chức năng đưa ra, rồi tự điều trị và không thông báo cho cơ sở y tế. Theo quy định, thuốc điều trị COVID-19 có 3 loại là gói A, B và C tùy theo mức độ của bệnh nhân chỉ bị sốt hay đã là F0. Với các gói B phải có đơn của bác sĩ, gói C phải do bác sĩ trực tiếp chỉ định và cấp phát tại bệnh viện. Thế nhưng, hiện nay, tại các địa phương khá dễ dàng tìm mua các loại thuốc được cho là dành cho F0, F1. Chưa đến 5 phút tìm trên mạng là có thuốc ngay, thuốc giao tận nhà, mua số lượng lớn cũng có. Tuy nhiên, quý vị cần lưu ý việc sử dụng thuốc kháng đông hay kháng viêm cần phải có sự theo dõi chặt chẽ của nhân viên y tế, vì đây là những loại thuốc cần phải được kê toa, cần phải được theo dõi sát những tác dụng phụ có thể có. Đặc biệt là thuốc kháng đông. Nếu sử dụng không đúng có thể có biến chứng xuất huyết dữ dội, ảnh hưởng đến tính mạng. Thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản thông báo về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2022. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Cụ thể, ngành y tế thành phố, các lực lượng tham gia phòng chống dịch đảm bảo 100% quân số trong các ngày nghỉ để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị, xây dựng các phương án tuyên truyền, ứng phó với dịch bệnh, không tổ chức liên quan tất niên, gặp mặt đầu xuân, dừng các hoạt động lễ hội, sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý, thưa quý vị, liên quan tới nỗ lực nhằm thực thi trở lại thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký kết hồi năm 2015, Nga cho biết các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận này đã đạt được tiến triển tích cực. Trong khi đó, Mỹ vẫn thận trọng khi đánh giá về thiện chí đàm phán của Iran. Bộ Ngoại giao Nga ngày 28 tháng 12 cho biết, các bên tham gia đàm phán sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề tồn động trong thỏa thuận hạt nhân với Iran, và Moscow nhấn mạnh hợp tác về vấn đề này sẽ tiếp tục được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Cùng ngày, đặc phái viên hạt nhân của Nga cũng đánh giá vòng đàm phán mới về thỏa thuận hạt nhân Iran đang đạt được những tiến triển rõ ràng, và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran đang được tích cực thảo luận trong các cuộc gặp không chính thức.
Trong khi đó, Mỹ dù xác nhận đã có một số tiến bộ trong việc xác định các vấn đề phức tạp tồn đọng để đàm phán, nhưng vẫn hoài nghi về khả năng Iran có cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn trong các cuộc đàm phán. Nhật Bản đang đối mặt với nguy cơ số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trở lại khi các sân bay và đường cao tốc đều có đông hành khách đi lại vào dịp nghỉ lễ năm mới. Thị trưởng thành phố Tokyo và Osaka mới đây đã hối thúc người dân tránh tụ tập đông người vào dịp cuối năm, trong bối cảnh xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó có ổ dịch vừa mới được xác nhận tại nhà dưỡng lão ở Osaka. Giới chức y tế đã khuyến nghị các du khách nên tiến hành xét nghiệm COVID-19 miễn phí trước khi khởi hành do lo ngại rằng việc người dân thành phố ồ ạt di chuyển sẽ khiến virus lây lan đến khu vực nông thôn. Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh, Cố vấn Y tế hàng đầu của chính quyền thành phố Tokyo, Norio Omagari khẳng định nguy cơ lớn nhất là mọi người tiếp xúc mà không thực hiện các biện pháp phòng dịch phù hợp. Bên cạnh đó, những thông tin về các trường hợp mắc bệnh nhẹ sau khi nhiễm biến thể Omicron đã khiến người dân có tâm lý chủ quan trước dịch bệnh. Thưa quý vị, dáng vóc nhỏ nhắn nhưng luôn sòng sáo, nhiệt tình, không nề hà bất cứ việc gì trong các phong trào thi đua của đơn vị, đặc biệt là luôn cháy bỏng đam mê với công tác thiện nguyện, đó là Đại úy Y Việt Trang, dân tộc Sơ Đăng, cán bộ nuôi quân thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Đắc Hà, Kon Tum. Hãy cùng tìm hiểu về người cán bộ này qua bài viết được đăng trên trang Đảng Cộng sản .vn. Y Việt Trang, sinh năm 1984 ở làng Long Loi, xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà, Kon Tum. Sau khi học xong phổ thông trung học năm 2002, chị được xét tuyển vào đội tuyên truyền văn hóa cơ sở của phòng chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum. 5 năm sau, chị được điều về Ban Chỉ huy quân sự huyện Đắc Hà làm chiến sĩ nuôi quân. Gần 15 năm qua, một mình chị phục vụ, nấu ăn cho gần 40 cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Tuy công việc vất vả nhưng với sự nhanh nhẹn, tháo vát, hết lòng với nhiệm vụ được giao, chị vẫn sắp xếp chu toàn, bảo đảm cơm ngon, canh ngọt, đồng thời tích cực tham gia công tác thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa, tận mắt chứng kiến nhiều hoàn cảnh rất khó khăn và cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Vì thế, năm 2016, chị đứng ra vận động thành lập nhóm thiện nguyện mang tên Nhóm Hoa Hậu. Nhóm có 10 người tham gia, do chị làm trưởng nhóm. Hoạt động kêu gọi tài trợ của nhóm chủ yếu sử dụng qua mạng xã hội như Zalo, Facebook để kết nối với các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh nhằm chung tay giúp đỡ người già neo đơn, gia đình khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Sau 5 năm hoạt động, Nhóm Hoa Hậu đã quyên góp được trên 6.000 chiếc áo ấm, trên 5.000 bộ quần áo cho trẻ em và bà con đồng bào nghèo ở 6 xã vùng sâu, vùng xa trong địa bàn tỉnh Kon Tum, tặng 50 bộ sách giáo khoa, 150 chiếc cặp sách cho học sinh trường tiểu học xã Đắc Long, huyện Đắc Hà, tặng hơn 1.000 kg gạo cho trẻ em mồ côi người dân tộc thiểu số xã Gia Xia, huyện Sa Thầy. Đặc biệt, nhóm cũng đã kêu gọi hỗ trợ cho các gia đình nghèo, bị tai nạn, hỏa hoạn, bệnh nhân ung thư với số tiền quyên góp được trên 100 triệu đồng. Chị còn kêu gọi được rất nhiều anh em, bạn bè tham gia vào nhóm hiến máu nhân đạo cho trung tâm y tế huyện Đắc Hà, tham gia mô hình nhặt rác, phân loại rác thải trong gia đình như chai, lọ, giấy vụn để riêng đem bán lấy tiền gây quỹ từ thiện. Chị Y Việt Trang còn nhận vụn dưỡng mẹ Y Léo, dân tộc Sơ Đăng, một mẹ già neo đơn sống một mình ở làng Long Loi, xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà. Mỗi tháng, chị hỗ trợ mẹ 20 kg gạo cùng thực phẩm như dầu ăn, mắm, muối, đường, sữa. Vừa qua, chị còn mua cát, sỏi, xi măng, rồi vận động bạn bè cùng nhau lát nền nhà xi măng thay nền đất cho mẹ, mua nệm, chăn, gối tặng mẹ để có giấc ngủ ngon hơn khi mùa đông tới. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, chị Y Việt Trang đã có những việc làm thiết thực để chung tay, góp sức vì cộng đồng như vận động cán bộ nữ trong đơn vị và người thân cùng tham gia may hơn 4.500 khẩu trang tặng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, học sinh trường mẫu giáo xã Đắc Rinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân, kêu gọi người thân, bạn bè ủng hộ 15 thùng mì tôm và 7 thùng sữa tặng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Kon Tum. Với những thành đạt được, chị Y Việt Trang nhiều năm liền được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5 năm liền 2017-2021, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng và nhiều hình thức khen thưởng khác. Chị đang được đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, bản Tảo Phìn là một trong những điểm tham quan bạn không nên bỏ lỡ khi đến Sapa. Nơi đây không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp mà đến Tảo Phìn, du khách còn được khám phá nét văn hóa của người Dao đỏ. Mời quý vị cùng khám phá bản Tảo Phìn
qua bài đăng trên trang du lịch.metrotham.vn như bao bản làng khác, Tả Phìn được ôm ấp bởi núi đồi Tây Bắc, với những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp cùng những mái nhỏ rải rác trên những con đồi, tạo một khung cảnh rất thơ, rất mộc mạc, một cuộc sống êm đềm, nhẹ nhàng. Vì thế, đứng ở bất cứ đâu, du khách cũng được chìm đắm trong màu xanh ngút ngàn của bầu trời, của rừng cây. Đến Tả Phìn bạn đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá tu viện cổ Tả Phìn. Đây là tu viện cổ đã bỏ hoang từ lâu của nữ tu đạo Kitô. Đi từ xa bạn đã thấy bị thu hút bởi nó. Tòa nhà 3 tầng đã bị bỏ hoang lâu năm, rêu phong mọc từng lớp dày trên tường. Một cảm giác hơi ma mị khi bước sâu vào, nhất là những ngày âm u. Theo tư liệu thì tu viện được xây dựng từ năm 1942, là nơi cư trú của 12 nữ tu sĩ. Sau năm 1945, các nữ tu sĩ trở về Hà Nội. Từ đó, tu viện để hoang đến tận bây giờ. Tiếp đến là khám phá hang đá Tả Phìn, với nhiều thạch nhũ tôn tạo của bàn tay tạo hóa. Từ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tả Phìn, đi về hướng Bắc có một dãy núi đá vôi. Trong dãy núi này có một quả núi nhỏ, mà dưới chân có nứt một cái hang chiều cao 5 mét, chiều rộng 3 mét, đi sâu vào khoảng 30 mét sẽ gặp cổ động, mà từ đấy sẽ có nhiều ngã rẽ chỉ lọt đủ một người hướng xuống lòng đất. Vào đây rất tối nên bạn muốn khám phá, thì nhớ trang bị cho mình những cái đèn pin, và đi theo nhóm để còn hỗ trợ nhau nhé. Đường đi thám hiểm cái động này vòng vèo dích dắt, nhưng sẽ có nhiều khung cảnh cho các bạn khám phá đấy. Một địa điểm khi đến với Tả Phìn mà ta không thể bỏ lỡ đó chính là rừng trúc. Ở đây có rất nhiều cây thảo dược và cây thuốc tắm. Rừng trúc ở đây mọc tự nhiên, hiện nay thì được tất cả mọi người dân trong làng cùng nhau bảo vệ, và trồng nhiều hơn nữa. Cứ đến tháng 7 âm lịch thì mọi người lại háo hức lên rừng trúc hái măng đó, cũng là một trong những hoạt động trải nghiệm được du khách vô cùng thích và ngoài ra đây, còn là một địa điểm check-in vô cùng lý thú và hấp dẫn. Và đã đến đây rồi thì bạn đừng quên thử tắm lá thuốc của người Dao đỏ, được kết hợp từ các lá thuốc truyền hao từ đời này, qua đời khác làm bệnh đau nhức cơ, xương, khớp, cảm cúm, ngứa, táo bón, đinh nhọt hoặc để tăng cường thể lực cho phụ nữ sau đẻ hoặc người sau khi ốm. Người lao động nặng nhọc, mệt mỏi, sau khi tắm thấy cơ thể nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái, sức khỏe được hồi phục. Hãy thử ở lại đây một đêm, ăn những món ăn đặc sản và thức dậy ở một nơi bình yên, casual nhộn nhịp như thị trấn. Ở các địa điểm du lịch khác, homestay có đa dạng các phong cách, từ cổ điển cho đến hiện đại, từ kiến trúc châu Á cho đến hơi hướng châu Âu. Nhưng ở Tả Phìn, với nét văn hóa bản địa đã hiện hữu từ bao đời nay, bà con vẫn giữ y nguyên những nét kiến trúc truyền thống, nếu có thay đổi, phải chăng chỉ là nâng cấp hơn, đầu tư hơn để phù hợp với nhu cầu của du khách. Ngoài ra, khi dạo chơi tham quan các nẻo đường trong bản Tả Phìn, bạn có thể dễ dàng bắt gặp các mẹ, các chị gái người dân tộc ngồi bên khung cửa dệt, nên những tấm thổ cẩm đa dạng đầy sắc màu sặc sỡ trông thật bắt mắt. Những sản phẩm hoàn toàn được làm nên từ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ người Dao. Bạn có thể tìm thấy những món quà lưu niệm để khi về thành phố vẫn nhớ mãi, tới vùng cao ở Sapa, như những bộ trang phục dân tộc, những chiếc vòng tay bé xinh, những chiếc túi, chiếc khăn thổ cẩm. Nếu đã đến Sapa, thì các bạn nhớ ghé thăm Tả Phìn. Với sự hiếu khách, những nụ cười hiếu khách, những món ăn ngon, bản sắc dân tộc độc đáo sẽ khiến du khách đến một lần là không thể nào quên. Thưa quý vị, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE là một trong những quốc gia hiện đại và đắt đỏ nhất trên thế giới. Hãy cùng khám phá những bậc mí ngỡ ngàng về UAE, xứ sở của vàng siêu xe và dầu mỏ trong phần cuối bản tin trợ lý ảo hôm nay. Bài đăng trên trang kiến thức.net.vn, bậc mí đầu tiên là vàng và những vật dụng giác vàng ở khắp nơi. Người dân UAE luôn có niềm đam mê mãnh liệt với sự xa xỉ, và đó là lý do giải thích tại sao khi tới thăm quốc gia Tây Á này, du khách sẽ bắt gặp rất nhiều vàng. Không chỉ có khách sạn, váy cưới hay ô tô giác vàng mà thậm chí ở UAE, du khách còn có thể rút vàng từ máy ATM đặt rất nhiều trong các trung tâm thương mại. Tại đây, thưởng thức các món ăn được bày trí bằng vàng chắc chắn, cũng là một trong những trải nghiệm ấn tượng cho những người lần đầu tới quốc gia mê vàng, bậc nhất này. Những tòa nhà cao nhất thế giới danh sách kỷ lục thế giới của UAE đã và đang tiếp tục được nối dài qua các năm. Đây cũng là một trong những quốc gia có nhiều cao ốc chọc trời nhất thế giới mà trong đó, không thể không nhắc tới Burj Khalifa. Tòa nhà cao nhất thế giới ở trung tâm Dubai với chiều cao 829.8m. Ngoài ra, du khách tới đây cũng có thể chiêm ngưỡng các công trình ấn tượng khác, như tòa nhà Marina cao 425m hay Princess Tower cao 413m. Bậc mí thứ hai là luật pháp nghiêm ngặt. UAE là một trong những quốc gia có luật pháp nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Từ việc phạt tù những người có hành vi chửi bới trên mạng xã hội, tới việc xử phạt vì chụp ảnh bừa bãi ở nơi công cộng. Rất nhiều điều được coi là bình thường ở những nơi khác có thể bị phạt tiền nặng hơn là trục xuất hoặc bỏ tù ở UAE. Chưa kể tới việc là quốc gia nổi tiếng với nắng và gió cát sa mạc, nhưng nếu du khách lái một chiếc xe bụi bặm dạo quanh thành phố, cũng sẽ bị phạt vì làm mất mỹ quan. Tất cả những hành động thể hiện tình cảm nơi công cộng thậm chí là
nắm tay cũng đều bị cấm. Bí mật tiếp theo là những trải nghiệm xa hoa. UAE chắc chắn là điểm đến lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một chuyến đi xa hoa, hào nhoáng. Những khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại đây đều thuộc top đắt đỏ nhất thế giới. Những mức giá trên trời, như 24.000 đô la Mỹ cho một đêm nghỉ tại Burj Al Arab hay thuê siêu du thuyền, máy bay trực thăng, khinh khí cầu ở sa mạc Safari cũng đều tiêu tốn hàng nghìn đô la Mỹ. Bí mật thứ tư là làm việc 4 ngày rưỡi một tuần. Từ tháng 12 năm nay, UAE công bố dự thảo về việc thực hiện chính sách làm việc 4 ngày rưỡi một tuần. Theo đó, tuần làm việc chính thức tại quốc gia này sẽ bắt đầu từ thứ hai cho tới trưa thứ sáu. Nửa ngày còn lại của thứ sáu và thứ bảy, chủ nhật sẽ được tính là cuối tuần nhằm thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bí mật thứ năm, siêu xe ở khắp nơi. Khái niệm siêu xe ở UAE dường như vô cùng khác biệt với phần còn lại của thế giới. Du khách có thể đi trên một chiếc Bugatti, từ các ứng dụng đặt xe công nghệ hay bắt gặp các cảnh sát đi Ferrari F, Lamborghini Aventador và Bugatti Veyron để tuần tra trên các đường phố Dubai. Bí mật cuối cùng là bể bơi sâu nhất thế giới. Một trong những kỷ lục mới đây nhất của UAE việc đưa vào hoạt động bể bơi sâu nhất thế giới. Với sức chứa lên tới 14 triệu lít nước và độ sâu 60 mét, bể bơi Deep Dive Dubai chắc chắn là điểm đến thu hút nhiều du khách trên thế giới. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.